Em ăn mì hay ăn anh đây hả? Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho vị tướng Narok nha. Và vâng, hãy đăng ký và nhấn nút chuông để nhận những cái thông tin mới nhất cũng như là một cái số video clip mà mình đăng lên sớm nhất có thể mà các bạn có thể nhận nha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn bạn Ngọc về cái vị tướng này. Các bạn sẽ lên 5 viên bạn Ngọc đỏ 3 công vật lý xin giáp. Và 5 viên còn lại là các bạn sẽ lên tỷ lệ chí mạng 1.6% cho bạn Ngọc đỏ 3. Và về bạn Ngọc tím á, thì các bạn sẽ lên cho mình hút máu là 3 viên 1.6% đó các bạn ạ. Và 7 viên còn lại các bạn sẽ lên cho mình là tóc chạy và tóc đánh nha. Và về bản ngọc lục thì các bạn sẽ lên bất di bất dịch 10 viên công vật lý xuyên giáp. Và về phần trang bị thì chúng ta sẽ trang bị như sau. Shop đầu tiên thì các bạn sẽ cầm chân chị và lên một cái kiếm, đó là kiếm chi hồn đấu sĩ đi rừng, để nhận công vật lý cũng như là 10% giảm hồi chiêu và những cái gây thêm 30 sát thương chẳng hạn vậy. Nói chung là rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Và cái shop thứ hai là các bạn sẽ lên cho mình một cái đôi giày, đó là đôi giày kim cương nha, để kháng hiệu ứng. Và cái shop thứ ba đó chính là một cái phước cột kiếm. Và cái shop thứ tư thì mình nghĩ là các bạn sẽ lên một cái vĩ kiếm đi, để nhận một cái lượng hút máu nữa, thêm 100 công vật lý nữa nha. Và cái shop thứ năm đó là một cái kiếm Murisa để cắt đỡ đòn, đánh khá là đau nha các bạn. Và cuối cùng đó là một cái giáp màu mệnh nha, hoặc là các bạn lên một cái liềm độc mệnh, rồi xong rồi các bạn sẽ lên một cái giáp màu mệnh. Và phần thứ ba đó chính là về phần phù hiệu. Phần phù hiệu thì các bạn sẽ lên như sau: vật cổ mang thành cỡ viên, và phù hiệu trung tâm đó là ma tính nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ. Hãy like cũng như là comment và đăng ký, nhấn nút chuông mạnh mạnh vào nha các bạn. Và thương mình cho mình xin nút cái chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.